Thích quen những người mà con nít quá đúng không? Ví dụ như em con nít quá thì sao? Không, anh thích con nít mà phải tính anh cũng hơi, nhiều lúc cũng hơi như trẻ con vậy. Nhiều lúc cũng như ông già, nói chung là nó đa hệ. Để chị Tường vô khai thác thêm xíu thông tin cho hai bạn trò chuyện cho nó sâu chút xíu trước khi đưa ra quyết định. Tại vì thật ra là Phát rất là nãy có tâm sự với chị là cũng 5-6 năm không có bạn gái tại vì nhát. Nhưng mà hồi nãy giờ chị với ekip ngồi ở ngoài á, ai cũng nhìn nhận là hai bạn có nét mặt rất là giống nhau. Thông tin hai bạn về xem lại chương trình này, hai bạn mới thấy. Hồi nãy giờ chị cũng nghe trao đổi, chị thấy em cũng không phải nỗi nhát đâu, cũng biết nói chuyện. Ở bên ngoài là vẫn có thể đưa đón được đúng không? Đúng rồi. Rồi định hướng trong tương lai của em là như thế nào? Thì định hướng tương lai của em cũng giờ phải kiếm vợ trước. Mà về quê hay là lập nghiệp ở trong thành phố hay là đi về quê? Đấy là tùy theo bạn vợ thôi. Nhưng mà trong lòng mình á, trước giờ mình cả thành phố thôi. Ở đây. Mình thí dụ như mà tuổi em cũng 27-28 rồi phải không? Nhưng mà hiện tại trong đầu em có bao giờ em nghĩ là tới năm nào thì mình sẽ lập gia đình chưa? Em cũng chưa nghĩ hồi xưa hồi nhỏ mà anh nghĩ là đến 30. 30 thì cũng còn khoảng 3 năm nữa. Về đây làm việc cũng bao nhiêu năm thì mình có để dành dụm tích góp gì? Bây giờ cuộc sống của mình á, là mình có đầy đủ cuộc sống mình có được thoải mái chưa? Nếu mà lấy vợ mình có thể lo được cho vợ hay không? Dạ được, nếu vợ lo được. Bây giờ á, là những cái gì cần hỏi thì chị cũng hỏi gợi cho hai bạn để có thể có cái cơ hội để mà hiểu nhau được nhiều hơn. Để đến lúc cái format của chương trình là bây giờ các bạn sẽ được sẽ tự quyết định cái cơ hội của mình ha. Thì trên tay chị Tường là đang cầm một cái cành bông hồng. Hai bạn sẽ có 30 giây để mà suy nghĩ. Nếu như bạn nào mà muốn lấy cái cành bông hồng này từ tay của chị Tường để tặng cho cái người bạn còn lại, giống như là một cái lời, một cái sự mở lời, cái lời tỏ tình hay mình nói một sự mở lời cho nó nhẹ nhàng. Thì vì chương trình của mình là chương trình hẹn hò, chứ mình không phải là chỉ gặp để kết bạn, mà mình gặp để nếu mình đồng ý, mình thấy đối tượng đó làm mình xao xuyến hay có chút rung động hoặc là có tiềm năng, hoặc là mình muốn cho bản thân mình một cái cơ hội, thì mình sẽ nhận cái bông hoa này từ tay chị Tường và trao cho đối phương. Chào em. Chào chị. Rồi, nhân tên gì? Dạ, em tên là Thắm. Thắm quê đâu Thắm? Em ở Đắk Lắk ạ. Đắk Lắk hả? Ủa về xuống Sài Gòn lâu chưa? Em xuống cũng được 2-3 năm rồi. 2-3 năm rồi, hiện giờ Thắm đang làm công việc gì? Hiện tại thì em đang làm phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam. Wow, làm phóng viên. Rồi hiện tại là Thắm đang ở với ai? Hiện tại thì em ở cơ quan luôn. Vậy là ba mẹ còn quê hết? Dạ đúng rồi. Xuống đây một mình thôi? Dạ, nhưng mà cơ quan em thì không có ở Sài Gòn mà ở Đồng Nai. Ủa là giờ quê thì ở Đắk Lắk, rồi cơ quan ở Đồng Nai. Em ở đâu? Em ở Đồng Nai luôn ạ. Ồ, ở Đồng Nai luôn, vậy là Biên Hòa. Dạ, thường thì buổi chiều hoặc tối em sẽ về Sài Gòn để em học liên thông. Ồ, học gì nữa vậy cơ? Dạ, em học báo chí ạ. Vậy thì một tuần là xuống đây mấy ngày? Thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Là tại chạy xe Honda từ Biên Hòa lên Sài Gòn. Dạ. Nhìn tuổi trẻ mà còn sức, năm nay là em bao nhiêu tuổi? Em 22 tuổi ạ. 22 tuổi còn quá trẻ ha. Trước đây đã từng quen mối tình nào chưa? Chắc chắn là có rồi chứ ạ. Em quen hồi cấp 3 nè. Cấp 3 có một và lên khi mà lên trên này học thì cũng có quen, nhưng mà sau một khoảng thời gian em cảm thấy như là người ta chưa đủ thương mình á, cho nên là em quyết định dừng lại. Vậy thì em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thấy không biết là em có phải là đòi hỏi quá hay không, nhưng mà em cũng thấy mình hơi khó tính, tại vì khi mà em đã quen trải qua 2 mối tình rồi á, em không thích quen những người nào mà ít tuổi quá, thì cảm giác như là họ không có thể bảo vệ được cho mình. Thế em muốn quen cỡ nhiêu tuổi? Chắc là lớn hơn em tầm vài tuổi là được rồi chị. 22, giờ quen cỡ tầm 25 là đẹp ha. Dạ. Rồi đó. 25 hoặc là từ 35 đổ xuống, nhưng mà nói chung là muốn lớn hơn, không ít tuổi hơn. Giờ là lớn hơn cả chục tuổi vẫn được. Đúng không? Dạ. Ví dụ như giờ mình 22 mà quen 30, 32, 35 vẫn được đúng không? Để chị biết cái tầm của em, một hồi chị tìm cho em cho nó dễ. Có nghĩa là lớn hơn chục tuổi vẫn ok gì đúng không? Chục tuổi chắc cũng hơi em quá mà làm rõ ràng em ba em mới đó bà
lắm. Em cảm giác như là có nhiều người như họ 29, 30 á. Cái cảm giác, cái phong thái, cái thần thái của họ rất là chững chạc, làm thu hút ánh nhìn của em. Và em nghĩ là họ có thể bảo vệ được em. Và nhiều khi họ không có chấp từng câu từng lúc em á, và có thể dạy được em nhiều điều hơn trong cuộc sống. Thì chị em 22 mà em quen 30 là quá chuẩn luôn rồi. Đó, đây là đẹp rồi, ok. Rồi về cái ngoại hình, vóc dáng hay là cái tiêu chí của người bạn trai thì em có yêu cầu gì đặc biệt ngoài cái tuổi tác đó? Đơn giản lắm chị. Em ví dụ như Bắc Nam cũng được, không sao hết. Ngoại hình thì chỉ cần cao hơn em, đừng lùn hơn em là được rồi. Để có cảm giác mình được che chở. Nói chung là đừng có mùi hôi cơ thể. Ủa em có bị ám ảnh cái mùi hôi lần nào rồi hay sao mà em kỹ vậy? Có chị ạ. Tại vì nhiều khi đi học á, mà những cái bạn nam trong lớp hoặc những bạn xung quanh mà đôi khi có mùi hôi cơ thể á, em không ngửi được. Ai đâu mà ngửi được, ép bị ép ngửi chứ ai đâu ngửi được. Đừng có mùi hôi cơ thể. Mà cái này cũng khó lắm, chị chia sẻ cho em một cái bí quyết nha. Tại vì cái mùi hôi cơ thể nhiều khi mình vô trong là mình mới phát hiện. Tại vì có những cái mùi mà nó gọi là nó tiếp cận là mình có thể nhận ra liền, nhưng mà có nhiều cái là nó bị ẩn á, em hiểu không? Người ta che đậy nó bị ẩn, nó là phải vô tới vòng trong mình mới biết luôn á. Thôi được rồi, chị cũng sẽ cố gắng vừa tìm quan sát bằng mắt vừa đánh hơi đó, để chị tìm kiếm cho em một cái người rất là fresh, rất là trong sạch. Rồi, yeah. Muốn zoom vô nhìn cận mặt ổng là cái nút trên đây nè. Giờ này cũng phố đi bộ thì cũng đông, nhưng mà nhiều khi người ta đi với đây có một anh này. Anh này ngồi một mình nè. Thì anh tóc. Đúng rồi, thấy tóc cao ráo. Tuổi này, cái óc này là tuổi cỡ 30 đó. Theo dõi thêm chút nữa đi. Lên đây. Đừng có để tao thấy mình. Phải núp. Sao? Không được hả? Không được phải không? Dạ không. Được rồi đi. À, để tôi quay chặt rồi trong cái quán cà phê đó đó. Thấy gì không? Có một anh không? Em thấy anh áo đen đúng không chị? Đúng rồi, đây nè, nhìn vô đây. Mặt hơi âm chiêu quá vậy. Hình như đang ngồi một mình. Ngồi một mình đúng không? Mà mặt thì có vẻ hơi lớn tuổi đó. Thôi anh nào trẻ trẻ hơn xíu chị. Cái này phải cỡ 35 á. Đúng không? Em sợ gặp chúng người có gia đình luôn. Mình ngồi xuống đi em. Mình ngồi xuống đi. Em tia cho chị nguyên cái vàng bên đó coi. Nè, tia nguyên cái vàng bên tay phải đi tới nè. Mấy bạn này chắc trẻ quá chị nhờ. Bạn nào? Trẻ quá. Trẻ quá. Được. Đó coi, hai anh cặp kè nhau đó coi. Có khi nào hai anh này quen nhau không chị? Ừ, một nam một nữ mà sao cặp kè đi vậy? Phải không? Hay là bạn thân người ta đi với nhau thôi. Chị mất tiêu luôn rồi. Mất tiêu luôn rồi. Đâu rồi? Đó là hả? Ôi, trời ơi. Nếu mà phun nước miếng như thế thì thôi rồi. Không được. Tao bình tĩnh. Hả vậy? À đâu? Anh áo đen rồi. À, anh áo đen đó đó hả? Anh đi đâu vậy? Thì anh đã phát hiện ra là em quay lại anh hay sao? Nhưng mà phải coi anh đi đâu cái đã. Chăm chỉ nói chuyện miệt mài quá vậy. Rồi nhiều khi người ta bận có bận việc công việc, người ta không ngồi lại nghỉ ngơi, người ta bận là mình mất một cơ hội đó nha. Khó khăn và vất vả, màn đêm đã buông xuống rồi, vẫn chưa thấy một chàng trai nào xuất hiện. Biết làm sao đây? Anh ơi, xuất hiện đi. Quay qua hai cái bạn đang chụp hình thấy không? Một bạn trai chụp hình cho một bạn trai thấy chưa? Giờ này mà ra mà ngồi chụp hình thấy không? Trời ơi, bé này nó nhìn cái gì? Tôi nhìn tôi thấy hết mà nó không thấy gì luôn. Trời ơi là trời, bé ơi là bé. Nản ghê, hèn chi bả ế đúng nè. Ghét quá không chỉ luôn. Bên tay phải kìa, đang ngồi kìa. À, rồi em thấy rồi. Chịu không? Coi cho kỹ đi. Bóc dáng tướng tăng à, lộ liễu quá trời luôn vậy. Được không? Anh này có chung sở thích với em nè chị. Hả? Anh này có chung sở thích với em nè.
mà mình phải coi nghiên cứu mối quan hệ hai bạn đó là cái gì nha. Suy nghĩ kỹ đi rồi tôi qua quyết định đi. Thôi đừng có nhìn hoài nữa, lộ rồi, ta đang chụp hình đó. Giờ sao, qua không? Chọn không? Qua. Chắc chắn không? Rồi kiếm một góc ngồi đi, ngồi đằng đó tự zoom lại, ngồi nơi chỗ con bé đó. Cơ hội đầu tiên. Alo. Chào hai em. Chị phỏng vấn em xíu được không? Chị đang làm một cái chương trình mai mối, em có muốn tham gia hay không? Em sinh năm bao nhiêu? Dạ, em sinh năm 99. 99 là năm nay nhiêu tuổi cưng? Dạ, 21. 21 tuổi, đang đại học năm 3 hả? Có muốn tham gia chương trình mai mối với chị không? Dạ, chắc không. Dạ, chắc không, tại em còn đi học. Rồi, ok. Thôi chị cảm ơn hai bạn nha, không làm phiền hai bạn nha. Buồn quá à. Trời ơi. Sao vậy chị? Mấy tiếng đồng hồ hai chị em chọn lựa. Hai chúng... người đó yêu nhau rồi không? Chúng ngay thằng bé đang còn đi học. Bé sinh năm 99. Nói là em đang còn đi học, em chưa nghĩ tới chuyện tình yêu. Lựa một buổi trời luôn á trời. Chỉ đi tìm bạn trai mà tao nói chỉ nhìn một hồi mà chị không thấy đâu. Trong khi con mắt tôi đĩa. Chỉ ai cổ cũng lắc đầu. Cuối cùng chúng ngay thằng bé đi học, buồn dễ sợ. Rồi nghỉ mệt đi rồi lia tiếp nè. Bây giờ em có cái gì Facebook của em hay là cái gì đó, để mà khi chị gặp cái đối tượng nào được đó, chị sẽ đưa cho người ta coi để mà có thể hấp dẫn, để mà kích thích cái sự tò mò của người ta. Ok không? Đâu có gì không? Em không có điện thoại. Ở đây chị có Facebook em là gì đâu. Rồi để một lát biết đường tôi còn cho người ta coi chứ. Ok. Rồi bây giờ lia máy đi nè. Đó, sau cái thùng rác có một người đàn ông bí ẩn. Ba chàng trai, hai cô gái. Đó, mới ngước mặt lên nhưng mà đeo bịt khẩu trang rồi cô ơi. Bịt khẩu trang rồi, cô dê dê qua đây nè. Cô dê dê qua đây, cô dòm chút xíu coi được không. Đang mang dép hay gì á, đang mặc quần sọt. Hay là tại vì người ta đang ra đây dạo phố, có thể là nhà người ta gần đâu đây. Mang dép đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cao, đang mặc quần sọt đi mang dép. Nhưng mà mình không có đi du di đâu, người ta đâu phải đi hẹn hò đâu. Có thể là người ta đang ngồi tham quan đúng không? Ngồi chơi hóng mát. Tôi tiếp cận nha. Ok, chị tiếp cận giúp em. Em sẽ đứng đây đợi chị. Cho chị hỏi em mấy câu được không? Dạ được. Đang ngồi chơi hả? Dạ, một dạ. Mình hay là có hẹn ai không? Dạ không. Em tên gì cưng? Dạ em tên Pháp ạ. Pháp, nhà em ở đâu? Nhà em bên quận 4 ạ. Quận 4? Dạ. Rồi qua tới đây ngồi. Vâng. Em có gia đình chưa? Dạ chưa. Pháp đúng không? Dạ. Pháp năm nay nhiêu tuổi? Dạ năm 92 ạ. 92 là bao nhiêu tuổi? 92 là 27, 28. Ồ, 27, 28 tuổi mà nhìn trẻ quá vậy. Chị tưởng em cỡ 22, 23 tuổi á. Dạ, ai cũng bảo vậy. Ồ, có bạn gái chưa? Dạ. Tại sao 27, 28 tuổi rồi mà chưa có bạn gái? Chắc no làm ăn quá. Pháp đang làm công việc gì? Dạ em là làm ở giờ buôn bán nhỏ thôi. Buôn bán nhỏ. Bán cái gì cơ? Buôn bán dạ, gì? Dạ bán bên đồ bao lô, túi xách vậy, bán người nước ngoài. Là bán mình bán cho nhà mình luôn hay là mình đi làm cho công ty người ta? Bán cho mình đó. Bán cho mình luôn. Đang khách nước ngoài hôm qua là đang. Okay, đúng rồi, một cái tình hình này thì ai cũng khó khăn chung ha. Đúng rồi. Rồi thôi bây giờ vậy nè, chị vô thẳng vấn đề luôn. Là ủa Pháp biết tôi chị Tường không? Dạ biết chứ. Biết chứ hả? Biết em bà muốn hẹn hò đó. Rồi thì hôm nay á là chị Tường cũng có đang làm một cái chương trình cũng là hẹn hò luôn ha. Dạ. Cái chương trình mang tên là mai mối cùng người lạ. Là cái công việc chị Tường là bữa nay cũng đi mai mối cho người ta. Dạ, thì dạ. Hồi nãy giờ là chị Tường với có một bạn gái đang tham gia chương trình này, cũng mong muốn là tìm một người bạn trai để mà kết bạn, để mà tìm hiểu. Dạ. Thì nãy giờ bạn gái đó là có thấy em rồi mà mới thấy đằng sau lưng thôi. Dạ, dạ. Thì mới nhờ chị Tường là qua đây kết nối với em. Không biết là thay vì mình ngồi đây thư giãn, mình bỏ ra 15-20 phút để mình gặp gỡ bạn gái này. Dạ. Đây. Cho xem hình cho có động lực. Em có xài Facebook không? Dạ có luôn. Rồi. Đó, sơ bộ. Xin ha. À, mình sơ bộ vậy thôi rồi mình phải gặp mặt trực tiếp. Được không? Cảm xúc được. Sao? Cảm xúc là thấy được. Nói giờ em có bạn gái trên bao nhiêu bạn mối, bao nhiêu mối tình rồi?
Em hả? Từ bé nó có được một hai mối à. Từ bé hả? Là bao nhiêu lâu rồi không có bạn gái? Khoảng 5-6 năm rồi. 5-6 năm? Lý do? Thôi không biết đàn gái. Ôi mặt mày dễ thương đẹp trai vậy mà 5-6 năm cũng có bạn gái. Nhắn gái lắm chị. Nhưng mà có thích con gái không? Dạ có. Thích lắm nha. Ở nhà chưa có hối lấy vợ hả? Có hối rồi. Về lúc nào cũng nói câu lấy vợ đi. Vậy bữa nay cố gắng nha. Chị thấy cô gái này được lắm thì. Dạ. Ha. Cô mới 22 tuổi à? Vâng. 22 nè. Mới có 22 tuổi thôi. Chị không biết chín mấy, chị biết 22 tuổi thôi. Rồi bây giờ mình sẽ qua gặp cổ nha. Ngồi đây một chút xíu, chị qua chị báo tin cho cổ vui cái đã. Rồi chị set up cái chỗ cho hai bạn gặp nhau, trò chuyện với nhau. Còn cái cơ hội, đây là chị cho hai bạn cái cơ hội thôi. Còn mình tâm sự, mình gặp, mình hợp với nhau hay không là chuyện của hai bạn. Ok ha, cảm ơn Sương nha. Rồi đợi chị từ xíu. À, ba cái ngồi đợi chị xíu. Ok rồi. Ê, hơi gì dễ thương luôn nha. Chỉ 27-28 tuổi vừa đúng gu em luôn. Mặt hơi bị dễ thương, 5-6 năm trước. Cưng quá vậy. Chỉ có điều là tại vì hôm nay người ta đang đi hóng mát. Coi như là người ta chạy ngày nào cũng qua đây ngồi hóng mát hết đó. Nhưng mà rất dễ thương. Rồi bây giờ mình kiếm chỗ nào mình ngồi tâm sự nè. Rồi chị mời anh qua. Hai biểu ngồi sát dữ vậy. Giờ hai bạn bắt tay chào nhau một cái đi nè. Chào. Rồi. Chào em. Hey, chào anh. Rất là khó khăn mới. Tên là gì ạ? Hả? Em tên là Thắm ạ. Thắm hả? Dạ. Em tên là Phát. Dạ, chào anh Phát. Bắt tay xong có cảm nhận gì chưa? Dạ, ấm. Dạ. Nãy giờ ngồi ngoài đó ấm mát, lạnh hả? Dạ, lạnh. Bây giờ hai bạn ngồi đây, Tường sẽ dành cho hai bạn 15 phút để trò chuyện với nhau. Nếu mà chúng ta cảm thấy chúng ta có thể kết nối với nhau được thì các bạn sẽ mình cho nhau cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau ha. Đây là cái chương trình tạo cho mình cái cơ hội thôi, còn nắm bắt được hay không là do hai bạn. Được chưa? Bây giờ mời hai bạn bắt đầu mở mặt nạ ra. Rồi 15 phút sau chị Tường quay lại nha. Dạ. Yeah. Em cảm nhận anh thế nào? Nhìn anh có một nét gì đó dễ thương. Em cũng xinh xắn. Không nhập luôn, không nói được gì. Anh Phát bao nhiêu tuổi vậy ạ? Anh sinh năm 92 ạ. Dạ. Em sinh năm 98. 98. Anh có sợ con cọp không? Không, anh không sợ cọp. Càng dữ anh càng thích. Gu bạn lạ quá. Giữ đi thích. Để nhờ kiềm chế lại được mình. Anh có sợ người nóng tính không? Ừ. Anh hả? Anh là người cũng sợ. Thì anh rất là lưu vệ. Anh cái gì cũng nói được. Gu của anh là anh nói hoài á. Nhưng mà anh ngày xưa với luôn á, không nói được cái gì. Là gặp gu của anh thì anh nói hoài. Nhưng mà em không phải không mới đầu rồi mà hơi ngại, nhưng em dễ thương ngại. Giờ em đang ở đâu rồi? Em ở quận mấy? Em ở Biên Hòa. Còn anh thì sao ạ? Thì anh làm việc ở thành phố. Anh ở quê của anh thì bên Lâm Đồng á, cũng sát Đồng Nai luôn. Vậy là anh lên trên này sống một mình hay sao anh? Đâu, anh trên này ở với chị. Chị gái của anh luôn ạ? Đúng rồi, chị gái. Ừ, quê của em với anh thì cũng gọi như là hàng xóm với nhau á. Em ở Đắk Lắk. Dạ, Đắk Lắk hả? Dạ. Anh ở Lâm Đồng, nói chung là nên chúng này cũng còn hơi xa. Nhưng mà quan trọng gì? Thì luôn cũng sông với đèo cũng qua mà. Dân còn gì để nói lắm ta. Nếu như mà thường thì em cũng hay lên quận 5 để đi học. Học bên quận 5 mà học lên học đi.
trường gì hiện nay? Em học VOV ạ. Có gì hôm nay quận năm học rồi đi về anh chờ em về. Cũng khá xa á. Không sao, đường bên Hòa gần đây mà, 30 cây chứ nhiều. Vừa lúc đi ai chở em? Anh thích thì anh chạy xuống chợ mà em lên mấy giờ em lên đấy? Khoảng tan tầm ví dụ học thì 6 giờ em sẽ lên trên này, 6 giờ em sẽ bắt đầu học. 6 giờ thì anh chạy xuống đấy mà anh nhờ 6 giờ anh mới làm xong, mà 6 giờ anh chạy xuống đấy thì là 7 giờ mất tiêu rồi. Nói vậy thôi chứ để cho anh chạy đi chạy về vậy cũng cực lắm. Không, để chạy chở anh về thôi. Anh là con cả trong nhà hay sao ạ? Không, anh là con út. Nên anh có đông anh em không? Đông. Nhưng mà có mỗi mình anh chỉ lấy vợ thôi. Chỉ là một mình anh con út là chưa lập gia đình thôi. Đúng rồi. Tại sao anh lại trước giờ anh không quen ai ạ? Có, quen nhưng mà để trẻ trâu quá. Cho nên là không suy nghĩ chín chắn được. À, ví dụ như trẻ trâu của anh là như thế nào? Thấy kích thích được, quen được mấy bữa là nói chuyện là không hợp nhau rồi hay vậy đó. Mà không có tình yêu đậm đà, chỉ là quen vui vơi. Giống như là anh cũng chưa gặp được một cái đối tượng nào mà anh cảm thấy rung động hay là mình thích hoặc là đúng gu. Và anh cũng không thích quen những người con nít quá đúng không? Ví dụ như em con nít quá thì sao? Không, anh thích con nít mà phải tính anh cũng hơi, nhiều lúc cũng hơi như trẻ con vậy. Nhiều lúc cũng như ông già, nói chung là nó đa hẹn. Để chị Tường vô thì khai thác thêm xíu thông tin cho hai bạn trò chuyện cho nó sâu chút xíu trước khi đưa ra quyết định. Tại vì thật ra là Phát rất là nãy có tâm sự với chị là cũng 5-6 năm cũng có bạn gái, tại vì nhát. Nhưng mà hồi nãy giờ chị đứng ekip ngồi ở ngoài á, ai cũng nhìn nhận là hai bạn có nét mặt rất là giống nhau. Thông tin hai bạn về xem lại chương trình này hai bạn mới thấy. Hồi nãy giờ chị cũng nghe trao đổi, chị thấy em cũng không phải nói nhát đâu, cũng biết nói chuyện. Ở Biên Hòa là vẫn có thể đưa đón được đúng không? Đúng rồi. Rồi định hướng trong tương lai của em là như thế nào? Thì định hướng tương lai của em cũng giờ phải kiếm vợ trước. Nhưng mà về quê hay là lập nghiệp ở trong thành phố hay là đi về quê? Đấy là tùy theo bạn được, bạn vợ thôi. Nhưng mà trong lòng mình á, trước giờ mình... Chạy thành phố thôi. Ở đây. Dạ. Mình thí dụ như mà tuổi em cũng 27-28 rồi phải không? Nhưng mà hiện tại trong đầu em có bao giờ em nghĩ là tới năm nào thì mình sẽ lập gia đình chưa? Em cũng chưa nghĩ, hồi xưa hồi nhỏ mà anh nghĩ là tới 30. 30 thì cũng còn khoảng 2-3 năm nữa. Về đây làm việc cũng bao nhiêu năm thì mình có để dành dụm tích góp gì bây giờ cuộc sống của mình á, là mình có đầy đủ cuộc sống mình có được thoải mái chưa? Nếu mà lấy vợ mình có thể lo được cho vợ hay không? Dạ được, nếu vợ lo được. Bây giờ là những cái gì cần hỏi thì chị cũng hỏi gợi cho hai bạn để có thể có cái cơ hội để mà hiểu nhau được nhiều hơn. Để đến lúc cái format của chương trình là bây giờ các bạn sẽ được sẽ tự quyết định cái cơ hội của mình ha. Thì trên tay chị Tường là đang cầm một cái cành bông hồng. Hai bạn sẽ có 30 giây để mà suy nghĩ. Nếu như bạn nào mà muốn lấy cái cành bông hồng này từ tay của chị Tường để tặng cho cái người bạn còn lại, giống như là một cái lời, một cái sự mở lời, cái lời tỏ tình hay mình nói một sự mở lời cho nó nhẹ nhàng. Thì vì chương trình của mình là chương trình hẹn hò, chứ mình không phải là chỉ gặp để kết bạn, mà mình gặp để nếu mình đồng ý, mình thấy đối tượng đó làm mình xao xuyến hay có chút rung động hoặc là có tiềm năng, hoặc là mình muốn cho bản thân mình một cái cơ hội, thì mình sẽ nhận cái bông hoa này từ tay chị Tường và trao cho đối phương. Rồi, mời hai bạn đứng lên. Trước khi mà để cho hai bạn đưa ra cái quyết định của mình thì chị Tường cũng hỏi riêng em một xíu, cảm xúc em thế nào? Thực sự em chưa cảm thấy rung động lắm, nhưng mà thấy anh ấy hiền dễ thương, còn em chưa tiếp xúc nhiều cho nên là em cũng không biết là anh là người như thế nào. Đúng rồi, bao nhiêu một cái khoảng thời gian có 15 phút của chương trình thì không thể nào biết được là người ta như thế nào. Mình chỉ nhìn một cái giao diện, cái tổng thể thôi.
thì chị cũng nhìn thấy là bạn này hiền. Không phải là cái, nếu mà là chọn thì có thể là một cái người. Chị rất là xúc động khi nãy bạn ấy nói mà có thể đi xuống Biên Hòa rồi này kia kiểu dạng vậy, mặc dù không có gần đâu. Nhưng mà chị nghĩ là cái bạn này nói là bạn này sẽ làm được. Tùy em nhé, 30 giây để em suy nghĩ. Mình mạnh mẽ, mình thoải mái, nếu mà mình cảm thấy thích mình có quyền chủ động, chứ mình cũng không cần thiết phải đợi người khác chủ động nếu em cảm thấy muốn cho mình cái cơ hội. À rồi, tùy. Sao bây giờ thấy cái thời gian cho chị Tường mình 15 phút lên gặp bạn gái thì em cảm thấy như thế nào? Em thấy hơi lung túng. Em hơi lung túng? Dạ, hơi run run. Em thấy vui không? Dạ vui ạ. Em nhận thấy bạn gái bên này như thế nào? Thì nó rất chịu cái mở. Nói chung là cũng chịu chị, tiếp xúc dễ gần. Em có chút sao xuyến gì không? Có chút rung động gì không? Dạ có. Rồi, thì chỉ hỏi vậy thôi. Còn hai bạn tự quyết định nha. Rồi, bây giờ thì hai bạn sẽ có 30 giây. Thì Tường sẽ câm nhé. Bạn nào là bạn chủ động muốn gửi cái lời, gửi cành hoa này tặng đối phương thì có thể đến nhận cành hoa từ tay của chị Tường. 30 giây bắt đầu. Dạ, giờ anh cũng ham muốn kết bạn với em. Coi như là mình cho nhau một cơ hội. Ừ, anh có muốn nói gì với em không? Thì anh muốn xin em một cơ hội để làm quen với em. Chứ là không nói nữa, để tiếp xúc càng nhiều rồi mình sẽ tìm hiểu anh thôi. Cho chị chen cho một xíu. Đây là chị nhắc lại là chương trình hẹn hò để tìm một đối tượng, để tìm hiểu mối quan hệ nam nữ, không phải là để kết bạn. Nếu như em muốn có một cái mở lời, muốn bạn gái có một cái cho mình một cái cơ hội để mà tìm hiểu thì mình là đàn ông mà. Với em cũng lớn hơn cô ấy 6 tuổi là nhiều lắm đó. Em phải thể hiện một cái, nói một cái gì đó nó mạnh mẽ lên, nó quyết đoán lên, giống như một cái lời hứa hẹn vậy. Em hiểu ý chị nó không? Thì cô ấy mới có thể là trao cái cơ hội này cho em. Tại vì chúng ta đang làm ghi hình một cái chương trình, rất nhiều người sẽ theo dõi chương trình này. Em là nam thì không có gì, nhưng người ta nữ, người ta cần cái gì đó. Khi mà bà con, cô bác, bạn bè người ta xem chương trình, người ta thấy là con người ta phải có giá trị, và người ta phải đủ sức thuyết phục là tại sao người ta chọn em. Hiểu ý chị nói chưa? Mạnh mẽ lên chàng trai, 6 năm chưa có bạn gái. Thầy mẹ hát cho em nhé. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng có lẽ không rộng lớn. Đừng yêu đôi khi khó nói lên lời, nhưng con biết cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, xanh hơn cả đất, cao hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Nói chung là cho anh tìm cơ hội tìm hiểu em. Em cảm ơn anh. Dễ thương quá à, nhút nhát quá, hồi đứng nó quẹo quẹo cái xỉu luôn quá. À, được rồi, thật sự là em, tụi em về nghe là chị Tường ha, đón xem chương trình thì chị, tụi em mới thấy là thật sự giống như một cái gì đó, một cái duyên á. Mình đi tìm trong bóng tối rất là vất vả đúng không? Nhưng mà thật sự là hai bạn gương mặt có nét rất là giống nhau. Nhưng mà chị cứ mong rằng là em phải mạnh mẽ hơn một xíu nữa. Những cái gì hồi nãy chị ngồi ở ngoài, tại sao chị đốc vô? Và tại vì chị ngồi ở ngoài, chị nghe mặc dù em nhút nhát rụt rè, nhưng mà em có những cái câu làm chị rất là đặt niềm tin nữa em. Giống như là cô ấy ở Biên Hòa, nhưng mà em không ngại, em sẵn sàng. Lúc đó chị chưa hỏi, nhưng mà chị nghe trong câu chuyện hai bạn là sẵn sàng. Có thể là thăm cô ấy hoặc là xuất hiện khi mà cô ấy cần, thì em nhớ làm điều đó. Bởi vì người phụ nữ hay người con gái là người ta chỉ mong muốn được cái sự quan tâm của người bạn trai thôi. Nha, rồi cố gắng tìm hiểu rồi vun đắp cho cái câu chuyện này nó tốt đẹp hơn. Các bạn có thể nắm tay nhau một cái cũng được mà, đúng không? Bây giờ nắm tay chứ phải bắt tay, hiểu nắm tay không? Nắm cái tay kia đi, đứng nhìn cho nó đẹp coi, tay này nè. Trời ơi đó, đúng rồi. Cố gắng nha cưng. Dạ, em cảm ơn chị. Em nghe anh Phát chia sẻ thì em cảm thấy anh Phát rất là chân thành. Nắm tay, đừng buông. Em thấy anh Phát chân thành. Anh ấy hiền và cảm giác rất là thật. Giống như chị nói, tất cả mọi thứ đều được. Hơi rụt rè một chút, mạnh mẽ lên, tự tin lên, bản lĩnh lên, mới che chở được cho người phụ nữ của mình. Ok.
Rồi, cảm ơn hai bạn, chúc hai bạn sẽ có những cái khoảng thời gian tìm hiểu nhau, có những cái buổi hẹn hò cùng với nhau thật là đẹp, có là những kỷ niệm đẹp trong ký ức trong cái tuổi trẻ của chúng ta. Mày tránh hôn em cái. Tay chứ. Tại vì tôi không muốn cái khung hình nó lọt tôi vô, sau này các bạn xem lại làm kỷ niệm. Mặc dù rất là vất vả nhưng mà hôm nay Tường cũng đã hoàn thành được cái vai trò của mình. Rất là áp lực, bây giờ thì có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Bây giờ bên ngoài là tối thui luôn rồi quý vị, rất là đói bụng luôn rồi nhưng mà rất vui. Bây giờ sẽ đi ra và tìm một cái món gì ăn thật là ngon để mà bồi bổ cho chúng ta, vì đã một ngày rất là lao lực rồi. Cảm ơn hai bạn nha.